Tiếp theo phần trước lại nói Phục Mân Đạo Tôn đã chết, phân thân xương ngón tay của hắn cũng không có bất kỳ linh tính gì. Dù là như vậy, chiến lực của hắn vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. 5 vị tồn tại của lão, Phượng Thiên Nguyên Quân, Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Tà Đế và Nguyên Nha Thần Vương cũng đều là phân thân, nhưng so với hắn vẫn còn thua kém hơn rất nhiều. Cho dù phân thân của 5 vị tồn tại của lão liên thủ cũng không thể thắng được hắn. Phục Mân Đạo Tôn tâm kinh do bản thân hắn thi triển ra, mỗi một chiêu, mỗi một thước đều tinh diệu vạn phần, chất chứa ngàn vạn ảo diệu đại đạo, diễn biến đạo pháp thần kỳ. Thần thông kia phảng phất như đại đạo thiên địa, không còn là đạo pháp đồ đằng, không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Nhất cử nhất động của hắn đều là vết tích của đạo, khiến cho phân thân của 5 vị tồn tại của lão mặc dù thi triển ra thần thông cường đại nhất cũng không thể nào công phá được. Thần bí nhân trong đạo huyền quang kia tự động thiên toàn xa, uy lực của kiện bảo vật thiên đạo này được thôi phát, thiên đạo gia trì, lúc này mới khiến cho 5 vị tồn tại của lão không bị xấu mặt, rốt cuộc cũng có thể chống đỡ được phân thân xương ngón tay của Phục Mân Đạo Tôn. Thiên đạo của thiên toàn xa là không gian, nó chở theo 5 vị tồn tại của lão xuyên toa qua lại không gian, tới lui vô tung vô ảnh, khoảnh khắc xuất hiện, khoảnh khắc lại biến mất. 5 vị tồn tại của lão đứng trên xe có thể nói là xuất quỷ nhập thần, phát huy uy năng thần thông đạo pháp lên tới tận cùng. Bọn họ không chỉ thi triển ra thần thông đồ đằng tinh diệu nhất, đồng dạng cũng thi triển ra đạo pháp thần thông tiên thiên của thời đại hắc ám, thậm chí còn dung hợp hai loại hệ thống tu luyện bất đồng, thiên biến vạn hóa, khiến cho người ta khó lòng mà phòng bị. Mỗi người bọn họ đều đã đi ra một con đường bất đồng với mỗi người khác, dùng hệ thống tu luyện đồ đằng kết hợp với ưu điểm của hệ thống công pháp thời đại hắc ám. Nếu như Trung Nhạc cũng ở đây quan chiến, nhất định sẽ nhìn tới mức mặt mày hớn hở, bởi vì 5 vị tồn tại của lão này đang thi triển ra những đạo pháp thần thông mộng tưởng trong lòng của hắn. Trung Nhạc cũng đang nỗ lực dung hợp hệ thống tu luyện đồ đằng với hệ thống tu luyện của cổ thần thời đại hắc ám, chỉ là trước mắt thu hoạch không lớn. Hắn mới chỉ nghiên cứu trong thời gian ngắn ngủi, mà những tồn tại tà đế hay phượng thiên cũng đã thấm nhuần 100-200 vạn năm đằng đẵng, tự nhiên là tích lũy hùng hậu, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp siêu việt thân hắn không biết bao nhiêu lần. Phần thân của đạo tôn quả nhiên là cường đái. 5 vị tồn tại cổ lão cũng không ngừng tán thán, bọn họ ở nơi này chém giết, cơ hồ đánh cho nơi này trở thành trạng thái hỗn độn, khắp nơi đều là địa thủy phong hỏa ba động, không gian tiêu tan, nhưng thủy chung vẫn không thể làm gì được phân thân xương ngón tay của Phục Mân Đạo Tôn. Càng khiến cho bọn họ kinh hãi chính là công kích của những tồn tại bọn họ vô cùng khủng bố, nhưng ba động là không chuyển tới được những địa phương khác của tổ đình. Ba động hủy diệt hết thảy vừa mới lao ra khỏi phạm vi của con đường sinh lộ này đã bị phong cấm, phong ấn chảy rộng trong các ngõ ngách của tổ đình, hấp thu uy năng không tồn. Cái này đại biểu cho trong tổ đình cất giấu một tòa sát trận vô cùng khủng bố, so với phân thân của Phục Mân Đạo Tôn còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như bọn họ rời khỏi phạm vi của con đường sinh lộ này, sợ rằng chính là một con đường chết, cho dù chân thân của bọn họ có tới đây cũng chưa chắc đã có thể toàn thân mà trở lui. Tiểu Hữu còn không triệt để kích phát uy năng của thần toàn xa đi! Nguyên Nha Thần Vương cao giọng quát lớn. Thần bí nhân trong đạo huyền quang kia nghe hắn nói vậy, toàn lực tế tự thiên toàn xa, chỉ thấy trên thiên toàn xa hiện ra hai vầng nhật nguyệt treo trên đỉnh đầu của 5 người. Phần càng xe phát ra thanh âm leng keng vang dội. Phần càng xe này chính là đấu khôi, đại biểu cho Su, Tuyền, Cơ và Quyền. 5 vị tồn tại cổ lão này, Tà Đế tọa chấn trong xe, Nguyên Nha Thần Vương ngồi ở thiên Su, Ma Đế ngồi ở thiên Tuyền, Thần Đế ngồi ở thiên Cơ, Phượng Thiên thì ngồi ở thiên Quyền. 5 vị tồn tại cổ lão giống như 5 cự nhân trưởng khống thiên đạo, thực lực bạo tăng, rốt cuộc mượn uy năng của bảo vật thiên đạo chiếm được thượng phong. Nguyên Nha Thần Vương quát lớn: Không thể lại trì hoãn nữa rồi, bằng không tên tiểu quỷ kia sẽ đạt được quyền trưởng khống tổ đình. Các vị giao kết toàn lực đánh tan phân thân xương ngón tay của hắn đi. Hắn phất mạnh kiện hắc bào, biến thành cự nhân hình thái đầu quạ thân người, sau đầu hiện ra bảy đạo quang luân, trong miệng vang lên tiên thiên thần ngữ to và rõ, khiến cho chiến lực của hắn liên tiếp dâng lên. Cùng lúc đấy, Phượng Thiên Nguyên Quân cũng biến thành thần nhân đầu phượng thân người, sau đầu cũng hiện ra bảy đạo quang luân, trong miệng truyền ra phượng minh đạo ngữ. Tiên Thiên Tà Đế cũng hiện ra tiên thiên thần thể của chính mình, tà tinh treo cao ở trên đỉnh đầu, sau đầu hiện ra bảy đạo quang luân. Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế cũng đều nhao nhao lắc mình lóe lên, hiện ra trạng thái cường đại nhất của chính mình. Thần ma giết gào, đạo ngữ vang vọng, lực lượng của thời đại hắc ám đã triệt để thức tỉnh. Thiên Toàn Sa thì lại tiến hành thống nhất, thống hợp lực lượng của tất cả bọn họ, khiến cho mỗi một đạo công kích đều vô cùng trầm trọng, vô cùng quỷ dị. Nhưng phân thân xương ngón tay của Phục Mân Đạo Tôn gặp mạnh thì mạnh, khiến cho trận chiến này bọn họ cực kỳ gian khổ. Không qua bao lâu, cả 5 vị tồn tại của lão ai nấy cũng đều bị thương. Nhưng thương thế của phân thân xương ngón tay của Phục Mân Đạo Tôn lại càng nặng hơn. Phục Mân Đạo Tôn dù sao cũng đã chết. Cỗ phân thân này không có trí tuệ, chỉ có thể chiến đấu dựa vào bản năng, khả năng ứng chiến không linh hoạt bằng được bằng bọn họ. Rốt cuộc thương thế phân thân xương ngón tay của Phục Mân Đạo Tôn quá nặng, dầu hết đèn tắt, đột nhiên ở một tiếng vỡ nát, biến thành vô số mảnh xương vụn. Trên Thiên Toàn Sa, 5 vị tồn tại của lão không ngừng vù vù mà thở hổn hển. Thần bí nhân trong đạo hiền quang kia cũng thở phào nhẹ nhõm, thu hồi Thiên Toàn Sa lại. 5 vị tồn tại của lão lức nhìn nhau một cái, chỉ thấy trên người ai nấy cũng đều vết thương dày đặc, không khỏi nhao nhao cười lớn. Tiên Thiên Tà Đế cảm khái nói: đã thật lâu rồi ta không có bị thương, thật lâu rồi không có cái loại cảm giác này. Ta vẫn là rất là tưởng niệm Phục Mân Đạo Tôn. Cuộc sống có hắn, mặc dù vẫn luôn bị hắn đè xuống một đầu, nhưng lại có tinh thần hăng hái phấn đấu, muốn vươn lên. Đâu lại giống như bây giờ, cho dù ta có muốn bị thương cũng là vô cùng khó khăn. Tiên Thiên Ma Đế cũng mỉm cười nói: Phục Mân Đạo Tôn quả thật là đối thủ khó gặp một lần. Đáng tiếc hắn vẫn là đã chết rồi. Nếu hắn mà chưa chết, nhìn thấy thành tựu hiện nay của chúng ta, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Thật ra thực lực hiện tại của chúng ta đã không yếu hơn hắn năm xưa bao nhiêu rồi. Nguyên Nha Thần Vương gật đầu nói: sinh linh hậu thiên, cho dù có tài cán thông thiên đi chăng nữa, cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường của cái vũ trụ này mà thôi. Cho dù là cường đại như Phục Mân Đạo Tôn, cũng khó thoát khỏi đại kiếp nạn, sinh lão bệnh tử, mà chúng ta lại có thể tồn tại vĩnh hằng, cười tới cuối cùng. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên trong lòng chợt có cảm giác, quay đầu nhìn về phía vực sâu, sắc mặt không khỏi đại biến, thất thanh nói: Đó là cái gì vậy? Trong vực sâu mơ hồ có tiếng gió vang lên. Tà Đế, Ma Đế, Thần Đế và Phượng Thiên cùng thần bí nhân trong đạo huyền quang kia cũng nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy từng cỗ quan tài màu đen thật lớn từ dưới vực sâu dập trời ngập đất bay lên, ở trên đỉnh đầu bọn họ bay về phía xa xa. Đám quan tài kia vô cùng to lớn, bộ dáng vô cùng trầm trọng, cho dù là với thị lực của đám người Tà Đế Ma Đế bọn họ cũng không thể nhìn xuyên thấu qua vách quan tài. Không biết trong những cỗ quan tài này là mai táng kẻ nào. Đám quan tài này từ dưới vực sâu bay lên càng lúc càng nhiều, ở trên không trung hội tụ thành một đạo trường hà quan tài, chảy về phía chỗ khởi điểm của con đường sinh lộ này. Phượng Thiên Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên, lẩm bẩm nói: những cỗ quan tài này tuyệt đối không phải là mai táng Phục Mân Đạo Tôn. Thi thể của hắn đã bị chúng ta mai phục đánh nát rồi, hình thần câu diệt rồi. Như vậy trong đám quan tài này rốt cuộc là những tồn tại gì đấy? Dòng trường hà quan tài màu đen rất nhanh chảy tới chỗ khởi điểm của con đường sinh lộ, sau đó liền dừng lại. Từng cỗ quan tài màu đen lẳng lặng phiêu phù trên đỉnh đầu bọn họ, không chút cử động. Không khí toàn trường trở nên vô cùng áp lực. Cho dù đám người Phượng Thiên Nguyên Quân đã nhìn thấy vô số tràng cảnh quỷ dị trên thế gian này, lúc này đáy lòng cũng không khỏi có chút giận cả tóc gáy. Đám quan tài này quá nhiều, hơn nữa lại to lớn tới như vậy. Quy cách của những cỗ quan tài này không giống như mai táng thần ma bình thường. Nguyên Nha Thần Vương trầm giọng nói: không cần để ý tới đám quan tài này, chúng ta đã vượt qua cửa ải cuối cùng, hiện tại tiến vào vực sâu nhìn một chút xem Phục Mân Đạo Tôn rốt cuộc đã lưu lại những bố trí gì. 4 vị tồn tại của lão còn lại nhao nhao gật đầu nói phải. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên vang lên một tiếng kéo kẹt nho nhỏ. Thanh âm này phảng phất như lợi chảo chụp vào vách trái tim bọn họ vậy, cạo ra một đường máu khó chịu không nói nên lời. Kéo kẹt, kéo kẹt. Càng lúc càng nhiều tiếng kéo kẹt vang lên. Gần 3.000 cỗ quan tài màu đen lơ lửng ở trên không trung, lúc này vậy mà đã chuyển tới thanh âm lợi chảo cào vào vách tim. 5 vị tồn tại của lão kinh nghi bất định, ngay cả thần bí nhân trong đạo huyền quang kia cũng không khỏi trở nên cẩn trương, nhìn chằm chằm đám quan tài ở giữa không trung. Đột nhiên nắp quan tài của một cỗ quan tài màu đen chợt soạt một tiếng bay lên, sau đấy nắp quan tài của những cỗ quan tài khác cũng nhao nhao bay lên, sau đó 3 phần vách của cỗ quan tài cũng chóc ra, lan ra trên không trung, lộ ra cỗ quan tài thứ hai ở bên trong. Phượng Thiên Nguyên Quân thấp giọng nói: 2 tầng quan tài ư? Là quy cách thần táng ư? Bành bành bành. Tầng quan tài thứ hai cũng đột nhiên phân giải, gần 3.000 cỗ quan tài màu đen trên không trung nhao nhao giải thể, đã xuất hiện tầng quan tài thứ ba. Sau đấy tốc độ giải thể càng lúc lại càng nhanh, diện tích đám quan tài lan tràn ra càng lúc càng lớn, dần dần đã hoàn toàn ngăn cách toàn bộ không trung. Tầng quan tài thứ tư, tầng quan tài thứ năm, tầng quan tài thứ sáu, thứ bảy, rồi tầng quan tài thứ tám liên tục giải thể. Rất nhanh gần 3.000 cỗ quan tài màu đen ở trên không trung kia đã giải thể suốt 8 tầng, lộ ra một cỗ kim quan ở trong trung tâm. Sắc mặt của Nguyên Nha Thần Vương kịch biến, kinh hô thất thanh nói: 9 tầng cỗ quan tài là quy cách đế táng, đại biểu cho cửu tuyền. Đó là 3.000 đế quan tài 3.000 tôn đế của 3.000 lục đạo giới đã bị Phục Mân Đạo Tôn giấu ở nơi đây. Mau, chạy mau! Sắc mặt 4 người còn lại cũng đại biến. Từ dưới vực sâu bay lên chính là đế quan của 3.000 tôn đế. Chẳng phải là nói trong mỗi một cỗ quan tài này đều mai táng một tôn đế hay sao? 3.000 tôn đế cho dù chân thân bọn họ có tới đây, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh cho chết. Phải biết rằng những tôn đế này cũng không phải đế thời đại hiện đại, mà là những tôn đế trong thời đại Phục Mân Đạo Tôn mở ra lục đạo luân. Ai nấy đều từng trải qua vô số ma luyện, trăm nhà đua tiếng, cuối cùng mới thành tựu đế vị. Đột nhiên một cỗ thi thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng đáp xuống sau lưng bọn họ. Tiếp theo nắp quan tài của vô số cỗ kim quan trên thiên không nhao nhao mở ra, từng cỗ thân ảnh khổng lồ nhao nhao từ giữa không trung đáp xuống. 5 vị tồn tại cổ lão vội vàng nhanh chân phóng chạy như điên, biến thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía lối vào của con đường sinh lộ. Thần bí nhân trong đạo huyền quang kia cũng không dám sơ suất, vội vàng biến thành một đạo lưu quang viễn độn, tốc độ vậy mà không chậm hơn 5 vị tồn tại cổ lão kia là bao nhiêu. Ầm ầm ầm. Từng cỗ đế thi từ trên không trung nhao nhao giáng xuống, sau khi đáp xuống liền chậm rãi đứng lên, số lượng càng lúc càng nhiều. Bọn họ đứng sừng sững trên con đường sinh lộ này, thân thể vĩ ngạn cao vút đâm thẳng vào trong tầng mây. Chạy không kịp rồi, tiểu hữu, mau tế thiên toàn xa lên! Tà đế cao giọng quát lớn. Thần bí nhân trong đạo huyền quang kia lập tức thôi động thiên toàn xa, cũng quát lớn: Được, đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Trong lòng 5 vị tồn tại cổ lão còn đang đại hỉ, nào ngờ chỉ thấy thần bí nhân trong đạo huyền quang kia sau khi tế khởi thiên toàn xa, không chút nào dừng lại, lập tức thôi động thiên toàn xa từ bên cạnh bọn họ gào thét bay đi, tốc độ cực nhanh khiến cho ngay cả bọn họ cũng đuổi theo không kịp. Cái tên tiểu xúc sinh này! 5 vị tồn tại cổ lão nhao nhao mắng chửi. Thiên toàn xa chính là bảo vật thiên đạo, được xưng là đệ nhất cực tốc, quả nhiên là như điện quang hỏa thạch, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. 5 người bọn họ chỉ đành liều mạng bỏ chạy như điên. Sau một khắc, trên toàn bộ con đường đều là từng cỗ đế thi vĩ ngạn. 3.000 cỗ đế thi đứng sừng sững ở dọc theo con đường này, thanh âm nổ vang ầm ầm truyền tới. 5 vị tồn tại cổ lão nhất thời lâm vào khổ chiến. Cũng không lâu lắm, phân thân của Nguyên Nha Thần Vương bị đánh cho trở lại nguyên hình, biến thành một cái lưỡi chim phủ đầy móc câu. Phân thân của Tà Đế bị đánh trở lại thành một quả nhãn cầu. Phân thân của Phượng Thiên Nguyên Quân thì bị đánh trở lại thành một sợi phượng vũ thật dài. Phân thân của Tiên Thiên Thần Đế bị đánh trở lại thành một cái chén xương do xương sọ luyện thành. Phân thân của Tiên Thiên Ma Đế cũng đánh trở lại thành một sợi trường tiên hình thái cái đuôi. Phân thân của toàn bộ 5 vị tồn tại cổ lão hoàn toàn bị diệt sạch sẽ. Trên con đường sinh lộ này cũng không chỉ có 5 người bọn họ, mà còn có đám người Hỗn Độn Vũ, Y Uyển Quân, Thạch Cẩm Cơ cùng với mấy vị thần nhân của Thiên Phượng thần tộc. Đám cường giả trẻ tuổi này nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, ngơ ngác nhìn từng cỗ đế thi vĩ ngạn giống như từng cỗ máy cơ khí vậy, không ngừng chiến đấu chém giết, nhất thời bị dọa tới mất hồn mất vía. 3.000 cỗ đế thi, cho dù chỉ một cái bàn chân dẫm lên trên người bọn họ thôi cũng đủ để đạp bọn họ thành một đống bùn nát. Nhưng kỳ quái chính là đám đế thi này tuy số lượng nhiều nhưng đều không hề hạ thủ với bọn họ. Đám đế thi kia sau khi đánh cho phân thân của 5 vị tồn tại cổ lão biến trở lại thành nguyên hình, liền không chút cử động, ngây ngốc đứng ở nơi đấy. Thạch Cẩm Cơ đánh bạo tiến lên, quan sát thi thể của một vị nữ đế, lẩm bẩm nói: Đây chính là đế của thời đại thượng cổ hay sao? Thật thần võ à! Đột nhiên thi thể vị nữ đế này chợt từ từ dâng lên, bay lên không trung. Thạch Cẩm Cơ bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy những cỗ đế thi vĩ ngạn còn lại trên con đường này cũng nhao nhao bay lên, càng lúc càng cao, dần dần biến mất trong tầng mây đen, do vô số nắp quan tài hình thành kia biến mất không thấy đâu nữa. Thanh âm rầm rầm vang lên, đám nắp quan tài che khuất bầu trời trên thiên không đột nhiên tổ hợp khép kín lại, biến thành từng cỗ quan tài lớn bao lấy quan tài nhỏ. Không bao lâu sau, toàn bộ 9 tầng quan tài tổ hợp hoàn thành, đầu đuôi tương liên, lại hình thành nên một đạo trường hà quan tài màu đen chạy về phía vực sâu thật lớn ở trung tâm tổ đình kia. Từng cỗ đế quan lần lượt biến mất ở dưới vực sâu, không thấy đâu nữa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Y Uyển Quân lẩm bẩm. Hỗn Độn Vũ cũng trầm giọng nói, hẳn là Dịch tiên sinh đã tiến vào vực sâu, đã trưởng khống đầu mối của tổ đình Phục Khi Thị, luyện hóa tổ đình. Đám đế thi cùng với đám quan tài màu đen vừa rồi kia có khả năng chính là hành vi của Dịch tiên sinh rồi. Sao? Đều là hành vi của Trung Lang sao? Hai nữ tử có chút không tin, nhưng lại không thể không tin. 3000 đế quan, 3000 đế thi, trang diện này thật sự là quá đồ sộ, quá rung động. Sao có thể là lực lượng mà Trung Nhạc có khả năng trưởng khống, có khả năng giáng ngự được? Nhưng ngoại trừ loại giải thích này ra, còn có loại giải thích nào càng tốt hơn nữa hay sao? Dù sao bọn họ cũng không bị đám đế thi kia công kích, sợ rằng chỉ có Trung Nhạc trưởng khống đám đế thi này mới sẽ khiến cho đám đế thi kia bỏ qua cho bọn họ. Có chồng như vậy, làm vợ còn muốn đòi hỏi gì nữa đấy? Sắc mặt Thạch Cẩm Cơ tràn ngập hạnh phúc nói. Y Uyển Quân liếc mắt nhìn nàng một cái. Thạch Cẩm Cơ quay sang ôm vai nàng, cười khanh khách nói, tướng công cũng không phải là chỉ có một mình ta mà, ta phân cho Uyển Quân một nửa là được. Y Uyển Quân cười lạnh một tiếng nói, ngươi yêu kẻ nào thì ngươi cứ giữ lấy kẻ đó đi, ta không thèm cướp với ngươi đâu. Thạch Cẩm Cơ vạn phần hào sảng nói, chúng ta là tỷ muội tốt mà, của ta cũng chính là của ngươi. Trước đây mỗi khi ta có thứ tốt gì cũng sẽ phân cho ngươi một nửa, mà ngươi có thứ tốt gì cũng đều chia cho ta một nửa mà. Y Uyển Quân có chút giờ khóc giờ cười. Hỗn Độn Vũ ở bên cạnh nghe hai nàng trò chuyện, không khỏi nhấp nháy mắt, trong lòng thầm nghĩ, hai vị nương nương này còn chưa biết Dịch tiên sinh ở tử vi sớm đã thành thân rồi, hơn nữa còn đã cưới tới hai vị nương nương. Có nên nói cho các nàng biết hay không đấy? Mà thôi quên đi, đây dù sao cũng là việc riêng của Dịch tiên sinh mà, ta chỉ cần dùng tấm gương ghi chép lại chuyện này là được rồi. Nhất định là sẽ rất thú vị đấy. Trong vũ trụ cổ lão, bên trong Tà Đế Cung, thật thú vị, không ngờ tên tiểu quỷ kia lại dám ném lại chúng ta, xem chúng ta thành bia đỡ đạn, làm hại ta không thể không vứt bỏ một con mắt được. Một cặp nhãn cầu thật lớn từ phía sau Tà Đế Cung chậm rãi xuất hiện. Trong cặp nhãn cầu tràn ngập tà khí, cả tòa Tà Đế Cung nguy nga lộng lẫy, thậm chí còn không lớn bằng một quả nhãn cầu ở trong đấy. Tiếp theo, trong hư không phía sau Tà Đế Cung xuất hiện càng lúc càng nhiều quả nhãn cầu. Trong khoảnh khắc đã có vô số quả nhãn cầu dày đặc tinh không. Tên tiểu quỷ còn lại thì càng thú vị hơn nữa kìa, hắn vậy mà ở ngay dưới mí mắt của chúng ta đã thành công trưởng khống tổ đình, khống chế 3000 cỗ đế thi tới công kích chúng ta. Tên tiểu quỷ Phục Khi Thị này nhảy càng lúc càng vui vẻ rồi. Thời điểm thu gặt hắn đoán chừng cũng đã sắp tới rồi. Tà Dương. Trong Tà Đế Cung, một gã tà thần không người cung kính nói, lão sư có gì phân phó Tà Dương vậy? Một quả nhãn cầu bay ra, rơi xuống trong tay của hắn, biến thành một tấm gương. Thanh âm của Tiên Thiên Tà Đế từ trong tấm gương vang lên nói, người cầm theo tấm gương này của vi sư đi đến tổ đình của Phục Khi Thị, đợi ở bên ngoài. Nếu có một chiếc cổ thuyền ngàn cánh từ trong tổ đình bay ra, ngươi liền dùng tấm gương này của ta dọi về phía chiếc cổ thuyền kia một cái là được. Xin tuân pháp chỉ. Đồng thời ngay lúc này, trong Ma Đế Cung, Tiên Thiên Ma Đế từ trong giấc ngủ tỉnh lại, gọi đại đệ tử Ma Nguyên Liệt của chính mình tới, lấy ra vạn ma phiên nói, Nguyên Liệt, ngươi đi tổ đình của Phục Khi Thị một chuyến, nếu nhìn thấy một chiếc cổ thuyền ngàn cánh từ trong tổ đình bay ra, liền dùng tấm phiên này của ta phất một cái về phía chiếc cổ thuyền kia. Ma Nguyên Liệt không ngờ nhận lệnh, mang theo vạn ma phiên đi về phía phương hướng tổ đình. Trong Thần Đế Cung, Tiên Thiên Thần Đế gọi đại đệ tử Thần Hạ Các của chính mình tới nói, vì sư ở trong tổ đình của Phục Khi Thị ăn hai cái thua thiệt, không thể không báo được. Chỉ là chân thân vi sư không thể đi tới tổ đình, nếu đối mặt với mấy lão gia hỏa còn lại kia, ta sẽ không thể không xuất thủ tranh đoạt với bọn họ. Vi sư song quyền có địch với mấy người bọn họ, cho nên chỉ có thể phái người tới đấy mà thôi. Hắn tế khởi một đầu đại đạo, thời điểm rơi xuống liền biến thành một sợi dây thừng kim quang lấp lánh nói, Hạ Các, sau khi ngươi tới tổ đình không cần làm gì cả, khi nào nhìn thấy một chiếc cổ thuyền mọc ra ngàn cặp cánh từ trong tổ đình bay ra, ngươi liền tế khởi sợi dây thừng này lên là được rồi. Thần Hạ Các không người đứng lên nói, đám người Thu Sơn sư đệ cũng đã đi tổ đình của Phục Khi Thị rồi. Bọn họ... Tiên Thiên Thần Đế phất tay nói, bọn họ đã thân gặp bất hạnh rồi, người đi nhanh đi, không cần lại trì hoãn thêm nữa. Thần Hạ Các mang theo kim thừng lập tức rời đi. Trong tinh vực tử vi, hoang vực thiên lôi, trên một cây ngô đồng khổng lồ đứng sừng sững trong thiên hỏa, vô số thải phượng đang giang cánh tung bay. Từng tòa cung điện xây dựng trên từng phiến lá cây, còn có từng tòa thần cung xây dựng trong những đóa hoa ngô đồng màu hồng nhạt. Vô số thiên hỏa hừng hực không ngừng từ trong những đóa hoa ngô đồng phun ra. Ngọc Hoàn sư tỷ, lão tổ tông triệu kiến ngươi kìa. Một nàng phượng nữ từ xa bay tới, nói với một con phượng hoàng đang giăng cánh bay lượn trong thiên hỏa. Con phượng hoàng trong thiên hỏa kia lên tiếng, biến thành một nàng thiếu nữ thanh xuân, dưới chân đeo một cặp vòng chân, đi chân trần về phía thánh điện của Thiên Phượng Hoàng tộc. Trong thánh điện, Phượng Thiên Nguyên Quân ngồi uy nghiêm bất động, từ sau lưng bay ra một cây phượng vũ phiến. Nàng lên tiếng nói, Ngọc Hoàn, rất nhiều sư đệ sư muội của ngươi cũng đều đã thân gặp bất hạnh, chết trong tổ đình Phục Khi Thị tại vũ trụ cổ lão rồi. Ngươi cầm theo cây Thiên Phượng Thần Hỏa phiến này của ta đi tới nơi đấy. Sau khi tới tổ đình, ngươi không cần tiến vào, thủ ở ngoài cửa, đợi tới lúc từ bên trong tổ đình có một chiếc thuyền lớn ngàn cánh bay ra, ngươi liền dùng cây quạt này của vi sư quạt một cái về phía bốn phía của tổ đình. Phượng Ngọc Hoàn nghi hoặc hỏi, kẻ từ trong tổ đình đi ra chính là hung thủ đã sát hại đám người Ngọc Lan sư muội hay sao? Tại sao lão tổ tông không muốn ta quạt chết hung thủ, ngược lại đi quạt bốn phía vậy? Phượng Thiên Nguyên Quân mỉm cười nói, bảo ngươi đi, ngươi cứ việc đi đi, đừng nên hỏi nhiều. Phượng Ngọc Hoàn không người nhận lệnh, cầm theo Tiên Phượng Thần Hỏa phiến, xoay người liền rời đi. Tại Bắc Cương Tử Vi Đế Tinh, trong một tòa tiên thiên thánh địa vô cùng cổ lão, Nguyên Nha Thần Vương gọi một gã đệ tử tới, lấy ra bình ngọc do chính mình tế luyện. Hắn lên tiếng nói, Trác Nha, sư huynh ngươi đã chết rồi, ngươi cầm theo cái vũ quang bình này của vi sư đi tới vũ trụ cổ lão, chờ ở trước cửa vào của tổ đình Phục Khi Thị. Đợi tới lúc một chiếc cổ thuyền ngàn cánh từ trong tổ đình bay ra, ngươi liền tế khởi cái vũ quang bình này của vi sư, thu một vòng bốn phía xung quanh cửa vào tổ đình. Sau khi thu xong, ngươi không nên nhìn xem đã thu được cái gì, xoay người liền chạy, không được quay đầu nhìn lại. Nhìn lại, ngươi liền sẽ chết ngay. Trong lòng của Trác Nha nghi hoặc không hiểu, thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều, không người rời đi. Trong tổ đình của Phục Khi Thị, dưới vực sâu, từng cỗ đế quan nhao nhao quay trở về. Cuối cùng 3000 cỗ đế quan lẳng lặng phiêu phủ dưới vực sâu. Trong đó có một cỗ đế quan, quan tài trống rỗng, hẳn là quan tài của Tạo Hóa Đại Đế. Tạo Hóa Đại Đế đã bị Phục Mân Đạo Tôn chôn xuống ở cửa thứ nhất, thi thể của hắn tự nhiên là không ở trong đế quan. Các vị tiền bối, ta hiện tại phát hạ thề nguyện. Tại địa phương 3000 cỗ đế quan vần quanh có một tòa cung điện. Trung Nhạc hiện ra chân thân Phục Khi, khôi phục lại diện mạo vốn có, cao giọng nói, tộc trưởng Phục Khi thần tộc Trung Sơn Thị Trung Nhạc tương lai nhất định sẽ bổ toàn linh hồn cho chư đế, để cho linh hồn chư đế trở nên hoàn chỉnh, hồn có thể trở về ở trong hư không giới hưởng dụng tế tử. 3000 cỗ đế quan làm bầm chấn động, từng cỗ đế thi từ trong quan tài ngồi dậy, vô số khuôn mặt màu xanh tràm nhất tề nhìn về phía Trung Nhạc. Từng cặp mắt vô thần rơi xuống trên người Trung Nhạc. 3000 đạo thanh âm hội tụ lại thành một cỗ hồng lưu kinh thiên động địa. Tộc trưởng Phục Khi Thị trẻ tuổi tế khởi quyền hành, ký kết khế ước hư không. Từng tia đạo khí từ trong hư không bay vọt tới. 3000 tia đạo khí hội tụ, hình thành nên một mảnh đại bảng đạo văn. Trên bảng viết lại lời thề của Trung Nhạc. Trên đỉnh đầu của 3000 cỗ đế thi, mỗi một cỗ cũng đều bay ra một đạo tinh khí, dung nhập vào trong đại bảng đạo văn. Tinh khí của 3000 vị đại đế kết xuất ra một đạo ấn ký, như có như không ở trên đại bảng. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng, tiên thiên thần đao bay ra. Phần chuôi của thanh đao này chính là chuôi kiếm của Phục Mân Đạo Tôn, còn được gọi là quyền hành thiên đế, tượng trưng cho quyền uy chí cao vô thượng của thiên đế thời đại địa kỷ. Trên đỉnh đầu Trung Nhạc cũng bay ra một đạo tinh khí, dung hợp với quyền hành thiên đế, bay về phía đại bảng đạo văn. Ở trên ấn ký của chư đế là ấn ra hình dạng một cái chuôi kiếm, trung tâm chuôi kiếm chính là đồ án tiên thiên bắt quái của Trung Nhạc. Từng khuôn mặt màu tràm dữ tợn lộ ra nụ cười, sau đấy đám đế thi nhao nhao ngã ngửa về phía sau, nắp quan tài ở một tiếng khép lại. Tộc trưởng Phục Khi Thị trẻ tuổi, đừng quên lời hứa hẹn hôm nay của ngươi. Trong đám quan tài kia truyền ra một đạo thanh âm đáng sợ, là do 3.000 đạo thanh âm cuốn lại thành một cỗ, chấn động tâm linh. Nếu ngươi làm trái với khế ước hư không, tương lai linh hồn không được vào hư không giới, quyền hành tiên đế sẽ tới chém ngươi. Ngươi sẽ chọn đời trầm luân, gặp phải nỗi khổ chúng đế phệ hồn. Tấm đại bảng đạo văn kia bay tới, in vào trong thần nhãn thứ 3 trên mi tâm của Trung Nhạc, phiêu phù trong đồng tử thần nhãn của hắn. Trung Nhạc thu hồi quyền hành tiên đế, xoay người tiến vào tòa thần điện kia. Quyền hành tiên đế của Phục Mân Đạo Tôn chính là chìa khóa đầu mối của tổ đình. Sau khi hắn tiến vào vực sâu, quyền hành tiên đế liền tự động bay ra, trưởng khống toàn bộ phong cấm phong ấn của tổ đình. Trung Nhạc có thể thông qua quyền hành tiên đế hoàn toàn trưởng khống toàn bộ tổ đình này. Phục Mân Đạo Tôn quả thật đã an bài 10 phần tinh diệu. Đầu tiên là để cho hắn đạt được quyền hành thiên đế, có được chìa khóa nắm giữ tổ đình. Sau đấy lại để cho hắn đạt được 3.000 viên linh châu, có được tiền vốn ký kết hiệp định với 3.000 chư đế thượng cổ. Sau đó bất luận là tạo hóa huyền môn hay là kiểu mệnh hắc hoa cô, hoặc là mấy quan tài còn lại trên đường sinh lộ, toàn bộ đều có thâm ý sâu sắc, bảo đảm cho hắn có thể bình bình an an đi tới nơi này, nắm giữ tổ đình ở trong tay. Có thể trước khi chết, sau khi chết làm được tới bước này, trí tuệ của Phục Mân Đạo Tôn tuyệt đối là kiệt xuất đương thời. Cánh cửa cung điện từ từ mở ra, đạo âm vang vọng từ bên trong truyền tới, đó là thanh âm trí tuệ của cả một cái thời đại, chính là lĩnh ngộ đối với bí cảnh thứ 6, thăm dò đối với đạo của vô số chư đế, giống như phồn tinh ở thời đại Phục Mân Đạo Tôn năm xưa. Sau khi bí cảnh thứ 6 xác lập, những thí nghiệm mở ra bí cảnh bị lỗi trong thời gian này chính là sự thăm dò đối với bí cảnh thứ 7, là những kinh nghiệm vô cùng quý báu. Trung Nhạc bước vào thần điện, liền nhìn thấy một màn vô cùng đồ sộ. Ở trước mặt hắn, mấy ngàn đạo quang luân chậm rãi chuyển động. Đám quang luân kia phảng phất như do vô số ngôi sao cấu thành, quang điểm lấp lánh, hội tụ thành từng dòng sông, chính là tinh hà đạo quang luân thứ 7. Từng đạo tinh luân thật lớn ở trong tòa thần điện này chậm rãi chuyển động, mỗi khi xoay chuyển một vòng sẽ có đạo âm vang lên, trình bày những ảo diệu ở bên trong. Đó là thanh âm của chư đế thượng cổ, là bí cảnh mà bọn họ đã dốc cạn trí tuệ mới sáng tạo ra được. Mặc dù những bí cảnh này đối với lục đạo luân hồi thì là một con đường sai lầm, nhưng đối với việc mở ra bí cảnh thứ 7 lại là bảo khố kinh nghiệm không cách nào mà tưởng tượng. Những đạo tinh luân này mới là nguyên nhân khiến cho đám tồn tại bọn tà đế ma đế nghĩ muốn xông vào nơi đây. Trung Nhạc tiến vào trong một đạo tinh luân, phảng phất như đang hành tẩu trong trường hà trí tuệ của một tôn đại đế. Hắn không ngừng lắng nghe đạo âm huyền diệu, tìm hiểu trí tuệ của tôn đế này. Từng đạo tinh luân thật lớn xoay tròn bên cạnh hắn. Hắn từ trong một đạo tinh luân trong đấy tiến vào một đạo tinh luân khác, đạo âm liền có chỗ bất đồng, đạo lý giải thích cũng thay đổi, nhưng cũng đều ẩn chứa thần diệu vô tận. Hắn hành tẩu trong từng đạo tinh luân giống như tinh hà vậy. Qua một lúc thật lâu, hắn theo những đạo tinh luân di chuyển tới trung tâm của thần điện. Có một tôn phục khi ba mắt đang đứng sừng sững ở nơi đấy. Đây cũng không phải là một tôn phục khi chân chính, mà là một pho tượng phục khi do vô số quang điểm cấu thành. Trung Nhạc cẩn thận quan sát, trong lòng khẽ động. Những điểm sáng này cũng không phải là dùng để cấu thành nhục thân của phục khi, mà là từng cái bí cảnh. Ở trong tòa thần điện này, Phục Mân Đạo Tôn đã lập ra một pho tượng phục khi do vô số bí cảnh cấu thành. Nếu Phong Hiếu Trung sư huynh mà ở đây, nhất định sẽ vui mừng tới mức nhảy dựng lên, gọi đạo tôn là đạo hữu mất rồi. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng rung động đến tột đỉnh. Phục Mân Đạo Tôn đã phân tích nhục thân của phục khi tới cực hạn, đánh dấu ra hết thảy toàn bộ các bí cảnh trong cơ thể Phục Khi Thị. Chính là những bí cảnh này đã cấu thành nhục thân của Phục Khi Thị. Phong Hiếu Trung nghiên cứu các bí cảnh to to nhỏ nhỏ trong thân thể nhân tộc, nghiên cứu đối với lĩnh vực này cực sâu, đạt được hiệu quả tương đối giống với Phục Mân Đạo Tôn, mà Phục Mân Đạo Tôn nghiên cứu hiển nhiên càng sâu hơn một bậc. Hắn dù sao cũng là đệ nhất đại đế của hai cái kỷ nguyên gần nhất, không cần giống như Phong Hiếu Trung vậy phải giải phẫu phân tích các tộc, hoàn toàn có thể dễ dàng điều tra rõ ảo diệu của các bí cảnh lớn lớn nhỏ nhỏ bên trong cơ thể. Sau lưng pho tượng Phục Khi có 6 đạo tinh luân chậm rãi chuyển động, đó là bí cảnh lục đạo luân hồi của Phục Khi Thị. Đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, đối ứng với bí cảnh lục đạo trong cơ thể pho tượng Phục Khi. 6 đạo tinh luân này chậm rãi chuyển động, Trung Nhạc có thể nhìn thấy 6 tòa bí cảnh trong cơ thể pho tượng Phục Khi cũng đang vận chuyển, ẩn chứa huyền cơ, trí thâm trí ảo. Hắn lập tức có chỗ phát hiện, trái tim không khỏi phanh phanh nhảy loạn. Quỹ tích vận chuyển của lục đạo luân hồi trong cơ thể pho tượng phục khi này vô cùng phù hợp với Phục Mân Đạo Tôn tâm kinh. Hắn vội vàng tiến hành xác minh với Phục Mân Đạo Tôn tâm kinh, cảm thấy Những chỗ trước đây lĩnh ngộ không ra, tìm hiểu không thấu, trong Phục Mân Đạo Tôn tâm kinh nhất thời đột nhiên có thể thấu hiểu. Những huyền cơ trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, những ngảo diệu ngộ không tới, hết thảy đều biến thành những kiến giải vô cùng tinh diệu tiến nhập đại não của hắn. Các loại thần thông, các loại đạo pháp, toàn bộ đều không ngộ tự rõ, thậm chí những bí ẩn trong lục đạo luân hồi cũng đều biến thành vô số tin tức vọt tới, khiến cho lĩnh ngộ của hắn đối với lục đạo luân hồi đạt tới độ cao trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tu vi pháp lực của hắn dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp để thăng lên, căn cơ càng lúc càng vững chắc, càng lúc càng thâm ảo. Đây cũng không phải là Phục Mân Đạo Tôn truyền đạo thụ nghiệp, mà là Phục Mân Đạo Tôn đã truyền thụ tất cả mọi thứ, hết thảy những lĩnh ngộ kiến giải, hết thảy những thần thông của chính mình cho hắn. Hoàn toàn có thể nói, chỉ cần Trung Nhạc dựa theo Phục Mân Đạo Tôn tâm kinh tu luyện tiếp, tu luyện tới cảnh giới của Phục Mân Đạo Tôn, hắn hoàn toàn có thể trở thành một vị Phục Mân Đạo Tôn khác. Trung Nhạc một lần đứng này đã đứng trước pho tượng Phục Khi suốt thời gian 10 năm đằng đẵng. Trong thời gian 10 năm này, cặp mắt của hắn không hề chấp lấy một cái, vẫn luôn chăm chú quan sát diễn biến của bí cảnh lục đạo luân hồi, tiến hành ấn chứng của Phục Mân Đạo Tôn tâm kinh. Cuối cùng, cặp mắt của hắn khẽ chấp động một cái, ánh mắt liền rời đi. 6 tòa bí cảnh sau lưng pho tượng Phục Khi vẫn còn ẩn chứa ảo diệu vô tận, nghĩ muốn mở ra hết thảy những huyền bí chất chứa trong Phục Mân Đạo Tôn tâm kinh, đừng nói là 10 năm, cho dù là 1000 năm cũng chưa chắc đã có thể làm được. Mục đích chuyến đi này của hắn cũng không phải là muốn giải khai toàn bộ ảo diệu của Phục Mân Đạo Tôn tâm kinh, mà là vì bí cảnh thứ 7. Trung Nhạc tiến vào một đạo tinh luân thật lớn, chỉ thấy mấy ngàn đạo tinh luân bốn phía đều xoay tròn quanh pho tượng Phục Khi này. Kỳ lạ hơn chính là thỉnh thoảng lại có một đạo tinh luân bay tới phía sau 6 đạo quang luân của pho tượng Phục Khi, kết hợp với lục đạo luân hồi biến thành đạo quang luân thứ 7. Mỗi khi đạo quang luân thứ 7 xuất hiện, vô số quang điểm trong cơ thể pho tượng Phục Khi liền bắt đầu di chuyển, rất nhiều quang điểm tổ hợp lại biến thành một tòa bí cảnh thống nhất, chính là bí cảnh thứ 7. Bí cảnh thứ 7 vừa xuất hiện trong cơ thể pho tượng Phục Khi sẽ liền dẫn động những bí cảnh lục đạo luân hồi còn lại, khiến cho bí cảnh lục đạo luân hồi vận chuyển xuất hiện tình trạng dị thường. Đây chính là mục đích chuyến đi này của Trung Nhạc, tìm hiểu nghiên cứu của chư đế thượng cổ đối với bí cảnh thứ 7. Từ 10 vạn năm trước cho tới 20 vạn năm trước về sau, đó chính là niên đại huy hoàng nhất của thời đại thượng cổ, là thời đại đạo pháp thần thông đại bạo tạc. Trong thời gian 10 vạn năm đó đã xuất hiện không biết bao nhiêu kỳ tài ngút trời, thôi diễn đạo pháp thần thông toàn thể vũ trụ tới độ cao chưa từng có. Mỗi một đạo tinh luân trong tòa thần điện này đều đại biểu cho trí tuệ tối cao của thời đại kia, mà tinh luân kết hợp với lục đạo luân hồi của pho tượng Phục Khi chính là những tìm hiểu nghiên cứu của bọn họ đối với đạo luân hồi thứ 7. Nếu có thể tập hợp trí tuệ của chư đế vào một thân, dung hợp tìm hiểu nghiên cứu của chư đế đối với đạo luân hồi thứ 7 thành một thể, vậy hắn sẽ có thể vô hạn tiếp cận thất đạo luân hồi. Ánh mắt Trung Nhạc sáng ngời quan sát quá trình kết hợp của mỗi một đạo tinh luân với lục đạo luân hồi của pho tượng Phục Khi. Mỗi lần biến cảnh trong cơ thể pho tượng Phục Khi sản sinh biến động, bất kỳ một biến động nào đối với hắn cũng đều là trí tuệ, là nỗ lực của chư đế thượng cổ trong việc mở ra thất đạo luân hồi. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, 1 tháng rồi lại 1 tháng qua đi, 1 năm rồi lại 1 năm trôi qua, từng đạo tinh luân không ngừng bay tới, tương dung với lục đạo luân hồi của pho tượng Phục Khi. Một lúc sau rồi lại bay đi, sau đó lại có một đạo tinh luân khác bay tới, cứ như vậy không ngừng tuần hoàn chuyển hóa. Trong lúc bất chi bất giác, Trung Nhạc đã lưu lại nơi này suốt 30 năm, rốt cuộc mấy ngàn đạo tinh luân đã luân hồi đủ một vòng. Trong 30 năm này, hắn đã quan sát mấy ngàn đạo tinh luân kết hợp với bí cảnh trong cơ thể pho tượng Phục Khi, đã nghiên cứu qua toàn bộ một lần. Bên trong não hải đã có thêm vô cùng vô tận kiến giải, nhiều tới bất tận những lĩnh ngộ liên quan tới bí cảnh thứ 7, khiến cho hắn phảng phất như đã bị ngâm trong hải dương trí tuệ mênh mông vậy. Hắn tham lam hấp thu trí tuệ và kiến giải của chư đế, lĩnh ngộ của mỗi một tôn đế đối với bí cảnh thứ 7 đều có chỗ bất đồng. 100 tôn đế có 100 cách nhìn khác nhau, 100 loại kiến giải khác nhau, mấy ngàn tôn đế sẽ có mấy ngàn loại kiến giải khác nhau. Đối với những tôn đế này, cái mà bọn họ nghiên cứu cũng không phải là bí cảnh thứ 7 hoặc là thất đạo luân hồi, bọn họ chỉ là đang nghiên cứu lục đạo luân hồi. Nhưng đối với Trung Nhạc, đây chính là chân bảo khó có thể tưởng tượng, là lĩnh ngộ đối với đạo luân hồi thứ 7. Phục Mân Đạo Tôn thân là tiên đế lúc đấy, chủ đạo chư đế thiên hạ cùng nhau nghiên cứu lục đạo luân hồi, toàn bộ lĩnh ngộ của chư đế cũng sẽ tụ tập tại chỗ của hắn. Bởi vậy, lúc đó hắn nhận được toàn bộ trí tuệ của chư đế, mà những chư đế khác chỉ đạt được một chút phiến diện mà thôi. Mà hiện tại, trí tuệ của chư đế thượng cổ đã tụ tập tại chỗ của Trung Nhạc. Trung Nhạc nhắm mắt lại, tinh tế nghiền ngẫm. Bên cạnh hắn, từng đạo tinh luân thật lớn vẫn như cũ không ngừng vận chuyển, đạo âm không ngừng vang lên. Lại qua thêm 5 năm nữa, thân thể Trung Nhạc đột nhiên chấn động một cái. Sau đầu của hắn chợt hiện ra hình chiếu của bí cảnh thứ 7, bí cảnh không gian. Cùng lúc đó, bí cảnh lục đạo luân hồi trong cơ thể hắn rốt cuộc tương liên với bí cảnh thứ 7, biến thành một hệ thống thất đạo luân hồi thống nhất. Khoảnh khắc này, một cỗ năng lượng vô cùng kinh khủng từ trong cơ thể của hắn bạo phát. Trung Nhạc cảm giác được chính mình phảng phất như có thể tùy ý xuyên toa trong đại thiên thế giới, lưu lại trong bất cứ phiến không gian nào. Hắn có cảm giác như trong nhục thân và nguyên thần của chính mình phảng phất như cất giấu bí cảnh không gian vô lượng, ẩn chứa pháp lực khôn cùng, thần thức vô tận, tinh khí vô biên, khí huyết vô đáy. Hắn thôi động thất đạo luân hồi, năng lượng vô cùng vô tận vốn dĩ tự do trong không gian đại thiên thế giới điên cuồng phóng vọt về phía trong cơ thể của hắn. Hắn vậy mà có thể mượn tới lực lượng từ trong vô số không gian, khiến cho thực lực của hắn điên cuồng đề thăng, đạt tới độ cao trước đây không thể nào sánh bằng. Đột nhiên Trung Nhạc chợt khẽ rên lên một tiếng, bí cảnh thứ 7 trong cơ thể của hắn chợt bắt đầu đổ nát, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể bắt đầu tiêu thất. Không xong rồi. Sắc mặt Trung Nhạc đại biến, vội vàng tản đi bí cảnh thứ 7, điều động bí cảnh lục đạo luân hồi, chấn áp năng lượng thời không trong cơ thể. Bên ngoài cơ thể của hắn hiện ra tiên thiên bắt quái, lục đạo, tứ tượng và âm dương. Trong cơ thể hắn nhất thể vang lên thanh âm nổ vang ầm ầm, giống như đã kích nổ, từng khỏa Tây Dương kinh người vậy. Khóe miệng Trung Nhạc tươm máu, thân thể đại chấn. Sau một lúc lâu, toàn bộ chấn động bình ổn lại, thân thể của hắn cơ hồ sụi lơ xuống, không ngừng run rẩy. Qua một lúc lâu sau mới khôi phục lại được. Vừa rồi thất đạo luân hồi không thể khống chế, nếu không phải hắn ứng biến kịp thời, chẳng những bí cảnh thứ 7 hoàn toàn yên diệt, sợ rằng 6 tòa bí cảnh còn lại cũng sẽ bị cỗ năng lượng kinh khủng kia phá hủy. Thất đạo luân hồi vẫn không cách nào tạo thành một đại hệ thống hoàn chỉnh được. Trong lòng Trung Nhạc thoáng có chút thất lạc, cực kỳ tức nuối. Ngay cả trí tuệ của chư đế thượng cổ cũng không đủ để hoàn toàn mở ra bí cảnh thứ 7, dung hợp hoàn mỹ với hệ thống lục đạo luân hồi. Trí tuệ của chư đế cường đại mặc dù là cường đại, nhưng hệ thống thất đạo luân hồi so với hệ thống lục đạo luân hồi thì càng phức tạp hơn, càng thâm ảo hơn, còn cần trí tuệ cũng càng nhiều hơn. Bật quá, ta thu hoạch cũng đã đủ nhiều rồi, cách thất đạo luân hồi cũng đã rất gần rồi. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, chỗ tốt thu hoạch lần này quả thật quá lớn. Trước đây hắn chỉ là mở ra bí cảnh thứ 7, xa xa chưa nói tới xây dựng nên thất đạo luân hồi. Hơn nữa, thời gian duy trì bí cảnh thứ 7 cũng phi thường ngắn ngủi, nhưng hiện tại trí tuệ của chư đế đã khiến cho hắn có thể mở ra bí cảnh thứ 7, duy trì một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa còn có thể vận dụng lực lượng của thất đạo luân hồi. Mặc dù sử dụng lực lượng của thất đạo luân hồi vô cùng hung hiểm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ bởi vì không thể khống chế được mà thân tử đạo tiêu. Bất quá đây cũng là một đòn sát thủ đáng sợ, đây cũng chính là tiền vốn chân chính giúp cho hắn có thể quật khởi ở thời đại này. Nếu hắn có thể trở thành kẻ đầu tiên hoàn thành hệ thống thất đạo luân hồi, trưởng khống lực lượng càng mạnh hơn lục đạo luân hồi, vậy hắn hoàn toàn có thể lật bàn. Hắn sẽ có thể tẩy đi tội nghiệt mà Phục Khi Thị đang phải gánh ở trên lưng, khiến cho nhân tộc trở thành Phục Khi Thị một lần nữa leo lên hàng ngũ các chủng tộc vinh quang nhất, tôn quý nhất, khiến cho các tồn tại cao cao tại thượng trong chư thiên chư địa trả một cái giá mà bọn họ hẳn là phải trả. Tay đánh bay trời này, chân đạp bằng đất này, khiến cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Nếu có Phong sư huynh ở đây, như vậy sẽ càng tốt hơn rồi. Trung Nhạc không khỏi có chút tưởng niệm Phong Hiếu Trung. Phong Hiếu Trung mặc dù hành xử vô pháp vô thiên, thế nhưng trí tuệ và đạo tâm của hắn lại khiến cho Trung Nhạc cực kỳ bội phục. Một thiên nhân bậc này hoàn toàn có thể cùng xưng đạo hữu với Phục Mân đạo tôn được. Với lực lĩnh ngộ yêu nghiệt và tinh thần cầu đạo của Phong Hiếu Trung, cùng với phương thức nghiên cứu cơ linh cổ quái, nhất định sẽ có thể hoàn thiện hệ thống thất đạo luân hồi càng nhanh hơn rất nhiều. Phong sư huynh đang ở trong trấn thiên quan, bất quá chỉ dựa vào hai chúng ta rất khó có thể nhất cứ mà triệt để hoàn thành hệ thống thất đạo luân hồi được. Việc này cần có trí tuệ của chư đế tương lai. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, đi ra khỏi thần điện, cất bước đi ra khỏi vực sâu, trong lòng thầm nghĩ: Tổ đình là cứ điểm cuối cùng của Phục Khi Thị ta. Tổ đình chưa mất, Phục Khi Thị ta vẫn như cũ chưa bại, vẫn như cũ có thể đông sơn tái khởi được. Hiện tại là thời điểm nên trở lại trấn thiên quan rồi. Cách thời điểm hắn tham gia thọ yến thiên đế đã sắp sửa trôi qua 100 năm, lần đại hội chư đế tương lai thứ hai đã sắp tới. Lần đại hội chư đế tương lai thứ hai có liên quan rất nhiều tới thất đạo luân hồi, nhất định sẽ có thêm càng nhiều trí tuệ nữa xuất hiện, khiến cho hệ thống thất đạo luân hồi lại càng thêm hoàn chỉnh hơn. Trung Nhạc tế khởi quyền hành thiên đế, chuôi kiếm này khẽ ấn một cái về phía vực sâu, chỉ thấy vực sâu chật ầm một tiếng khép lại, biến mất không thấy đâu nữa. Hắn dọc theo con đường sinh lộ duy nhất quay trở về, những nơi hắn đi qua, sinh lộ phía sau không ngừng khép lại, biến mất không thấy đâu. Cuối cùng đường sinh lộ duy nhất cũng bị hắn xóa đi. Hắn muốn biến tổ đình thành một tòa sắt trận, không có bất luận sinh lộ gì, ngoại trừ hắn ra, bất cứ tồn tại nào cũng không thể đặt chân vào nơi này được. Trung Nhạc đi tới cửa thứ tư, chỉ thấy một tòa tạo hóa huyền môn cao vút sừng sững ở đấy. Hỗn Độn Vũ đang lúc giao thủ với Y Uyển Quân và Thạch Cẩm Cơ, có tạo hóa huyền môn che chở, ba người bọn họ chém giết kịch liệt, cũng không lo lắng sẽ bị đánh chết. Trung Nhạc khẽ ồ lên một tiếng, thực lực của Hỗn Độn Vũ cực kỳ cường đại, đã từng là đệ nhất nhân của chân thần chư thánh bảng, mà Y Uyển Quân liên thủ với Thạch Cẩm Cơ không ngờ lại có thể đánh công phân cao thấp với hắn, thật sự rất quái lạ. Ngay sau đấy, hắn liền nhìn ra chỗ không đúng, Y Uyển Quân và Thạch Cẩm Cơ tế khởi thần binh khiến cho Hỗn Độn Vũ bị thua thiệt, hơn nữa công pháp của hai nữ tử tu luyện cũng rất quái lạ. Y Uyển Quân đang tế khởi một cái chén xương, thần quang bắn ra bốn phía, chén xương treo cao, vạn pháp bất xâm, khiến cho Hỗn Độn Vũ rất khó có thể xông vào. Tiên thiên thần oản sao? Trung Nhạc nhấp nháy mắt, đây hẳn là xương đầu của một tôn tiên thiên thần bị luyện chế thành bộ dáng chén xương. Tân Hỏa từ trong thức hải của hắn nhảy ra, lườm hắn một cái, ngữ khí khinh thường nói: "Trung Sơn Thí, nhìn xem bộ dáng không kiến thức của ngươi kìa, đó là xương đầu của tiên thiên thần đế. Tiên thiên thần đế luyện chế xương đầu của chính mình thành thần binh, gọi là tiên thiên bảo hoa. Nó ở trong thời đại địa ký cũng vô cùng nổi danh kìa." Trung Nhạc một trận yên lặng, mỉm cười nói: "Thiên linh bảo hoa sao? Rõ ràng chính là sọ não của tiên thiên thần đế mà, gọi là tiên thiên thần oán, cũng đã coi như là xem trọng hắn rồi." Tân Hỏa một trận không nói gì. Trung Nhạc lại nhìn về phía Thạch Cẩm Cơ, bảo vật mà Thạch Cẩm Cơ đang tế khởi cũng cực kỳ bất phàm, chính là một sợi ma tiên. Mỗi một lần quất ra đều có thể xé rách thiên địa, quất cho hư không run rẩy, vô cùng lợi hại. Sợi dao đen này nhìn giống như một cái đuôi thon dài, đầu sợi roi còn gắn một cái đầu nhọn nữa kìa. Trung Nhạc nghi hoặc lẩm bẩm. Tân Hỏa nổi sung thiên nói: "Đó là thần binh do cái đuôi của tiên thiên ma đế luyện thành, không phải là sợi roi đen. Kiện bảo vật này cũng rất là bất phàm. Tiên thiên ma đế luyện chế ma vĩ của chính mình thành tiên thiên ma binh, gọi là Ô Thanh Phi Hồng." Trung Nhạc ngạc nhiên: "Ô Thanh Phi Hồng sao? Thiên linh bảo hoa nữa, đặt tên ngược lại cũng vô cùng êm tai. Nhưng nói tới cùng, bọn chúng vẫn là xương xó và cái đuôi thôi. Còn nữa, trong mắt xanh biếc mà Vũ sư huynh đang thế khởi kia, đừng nói là không có chút danh tiếng gì chứ." Tân Hỏa bất đắc dĩ nói: "Đó là bích nhãn tà đồng, là nhãn cầu của tiên thiên tà đế luyện thành. Ở thời kỳ thượng cổ, nó cũng là dị báo. Ba kiện bảo bối này đều không thua kém gì đế binh đâu. Tới trong miệng người như thế nào đã biến thành sọ não, sợi roi đen và trong mắt rồi." Trung Nhạc quan sát một phen, trong lòng khẽ động. Công pháp mà Y Uyển Quân và Thạch Cẩm Cơ đang dùng cực kỳ quái dị, đi con đường hoàn toàn bất đồng với công pháp tu luyện trước đây của các nàng. Công pháp hiện tại các nàng đang thi triển cực kỳ cao cấp, giống như một loại công pháp đế cấp vậy, nhưng công pháp của hai người lại có chút không quá giống nhau. Chẳng lẽ là công pháp của Tạo Hóa Đại Đế sao? Trung Nhạc tiến về phía đám người Hỗn Độn Vũ, Y Uyển Quân và Thạch Cẩm Cơ lập tức thu tay lại. Thạch Cẩm Cơ dẫn đầu chạy tới, khoe khoang nói: "Tướng công, ta có sợi roi mới rồi." Sắc mặt Trung Nhạc nhất thời tối sầm, bị cái đuôi của tiên thiên ma đế quất lên trên người, nhất định là sẽ rất đau. Trung Nhạc dò hỏi: "Các người lấy được đám dị bảo này là từ chỗ nào vậy?" Y Uyển Quân kể lại đầu đuôi một phen, cuối cùng mới nói: "Ngoại trừ ba kiện bảo vật này ra, còn có hai kiện nữa kìa. Một kiện là một sợi phượng vũ, một kiện là một cái lưỡi chim." "Lông chim và lưỡi chim ư?" Trung Nhạc nhất thời kinh ngạc, nhận lấy hai kiện bảo vật từ trong tay của nàng. Tân Hỏa trợn tròn cặp mắt, chỉ điểm cho hắn nói: "Sợi lông chim, phượng vũ này là do linh vũ trên đỉnh đầu Phượng Thiên Nguyên Quân luyện thành, gọi là Thiên Ti Hỏa Vân Phiến. Cái lưỡi chim này là đầu lưỡi của Nguyên Nha Thần Vương luyện thành, gọi là Ngọc Kiều Nhất Điểm Hồng. Năm kiện bảo vật này, một kiện nào cũng đều không thua kém đế binh bao nhiêu, hơn nữa còn có thể luyện thành đệ nhị nguyên thần, đệ tam nguyên thần. Nếu luyện chúng thành phân thân, Thực lực của phân thân ít nhất cũng là tồn tại cấp đế quân, gần với đế kìa. Trong lòng Trung Nhạc đại chấn. Sao? Gần với đế ư? Lợi hại như vậy sao? Ừ, đây là lẽ tự nhiên. Dù sao cũng là bảo vật trên người các tiên thiên thần ma tồn tại đế cấp mà. Mấy vị thần vương cổ lão này luyện chế một bộ phận thân thể của chính mình thành thần binh, cũng chính là muốn luyện thành đệ nhị nguyên thần, thân ngoại hóa thân, để cho bọn họ thay thế chính mình hành tẩu trên thế gian kìa. Tân Hỏa tiếp tục nói, có thể xem như là đế binh, lại có thể biến thành thân ngoại hóa thân. Loại bảo vật này cũng chỉ có đám thần vương cổ lão kia mới có thể luyện thành thôi. Không nghĩ tới người tháo một cái đã có được tới 5 kiện như vậy. Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh. 5 kiện bảo vật này sở dĩ gọi là đệ nhị nguyên thần, chủ yếu là vì nhục thân và nguyên thần của tiên thiên thần ma không có phân chia. Nhục thân của bọn họ cũng chính là nguyên thần, bất luận là xương sọ, phượng vũ, nhãn cầu hay là cái đuôi, đầu lưỡi, cũng đều là một bộ phận nguyên thần của bọn họ, cũng là một bộ phận nhục thân của bọn họ. Đối với những tiên thiên thần vương bọn họ, luyện những thứ này thành thần binh, ma thần binh cũng là tương đương với luyện ra đệ nhị nguyên thần của chính mình. Nhưng nếu đám đệ nhị nguyên thần này bị gạt bỏ hết mọi thứ lạc ấn của bọn họ, bị đoạt đi, bị luyện hóa, vậy người khác cũng sẽ có thể tế luyện những bảo vật này thành đệ nhị nguyên thần của chính mình. Đám người tiên thiên tà đế lần này quả thật trộm gà không thành lại còn mất nắm gáo, đã tiện nghi cho chúng ta rồi. Tân Hỏa, người có biết biện pháp tu luyện đệ nhị nguyên thần và thân ngoại thân hay không? Trung Nhạc lấy được pháp môn tu luyện đệ nhị nguyên thần và thân ngoại thân từ chỗ của Tân Hỏa, truyền thụ lại cho Y Uyển Quân và Thạch Cẩm Cơ và Hỗn Độn Vũ. Ba người vừa mừng vừa sợ, lập tức bắt đầu tu luyện. Đám người đi ra ngoài, trên đường đi Trung Nhạc hỏi, Uyển Quân, công pháp của hai nàng các ngươi lại là chuyện gì xảy ra vậy? Y Uyển Quân lên tiếng nói, Trung Lang một đi không trở lại, ta và Âm Cơ muội muội cùng nhau tiến vào huyền môn lịch luyện. Những công pháp này là do Tiểu Hữu và Tiểu Tá truyền thụ lại cho chúng ta. Nó là tạo hóa hỗn nguyên công của tạo hóa đại đế. Vậy sao các ngươi tu luyện lại không giống nhau vậy? Trung Nhạc nghi hoặc hỏi. Thạch Cẩm Cơ từ phía sau bu lại, cười hì hì nói, tướng công cũng nhìn ra sao? Tiểu Hữu và Tiểu Tá, một người là hữu môn, một người là tà môn. Tạo hóa hỗn nguyên công của mỗi người cũng có chút khác biệt, nhưng đều là công pháp đế cấp cả. Quan trọng nhất chính là hai người liên thủ, uy lực sẽ càng mạnh hơn, vượt qua những công pháp đế cấp khác khá nhiều, lợi hại phi phàm. Đây là công pháp do tạo hóa đại đế nghiên cứu, đế kích thuật của Phục Khi đại đế mà tìm hiểu ra. Trung Nhạc tinh tế ngẫm nghĩ một chút, quả thật từ trong tạo hóa hỗn nguyên công nhìn ra bóng dáng của long xà hợp kích của Phục Khi và Nữ Oa. Trong lòng thầm nghĩ, do các nàng thi triển ra, uy lực quả nhiên là phi phàm. Mọi người đi tới chỗ lối vào của tổ đình, tâm niệm Trung Nhạc kẽ động, gọi ra thiên dực cổ thuyền. Đám người lên thuyền, ngàn cặp cánh của cổ thuyền chấn động, từ từ bay thẳng ra ngoài. Trung Nhạc tứ khởi quyền hành tiên đế, ấn về phía sau một cái, chỉ thấy con đường sinh lộ duy nhất kia triệt để khép lại. Đệ nhất sắp trận từ cổ chí kim hoàn toàn khởi động, phong ấn toàn bộ tổ đình. Cho dù là tiên thiên thần vương cũng không thể tiến vào trong tổ đình ta được. Địa phương này sẽ có thể trở thành cứ điểm cuối cùng của Phục Khi thị ta rồi. Ánh mắt của hắn chấp động, trong lòng thầm nghĩ, không biết bên ngoài rốt cuộc có hung hiểm gì đang đợi chúng ta đấy. Đám người tà đế ma đế chắc chắn sẽ không dễ dàng thả cho chúng ta rời khỏi. Trong vũ trụ cổ lão, bên ngoài tổ đình, 5 gã cường giả Tà Dương, Ma Nguyên Liệt, Thần Hạ Các, Phượng Ngọc Hoàn, Trác Nha, mỗi người đều ẩn nấp trong không gian, chờ đợi bên ngoài phiến đại lục đi thông tổ đình kia, chặt chẽ quan tâm mọi động tĩnh trong tổ đình. 5 người bọn họ đã đợi ở nơi này hơn 40 năm đằng đẵng. Tòa tế đàn trên không đại lục thủy chung vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng năm người này đặc biệt vô cùng kiên trì, vẫn như cũ chờ ở nơi đây, giống như pho tượng đất vậy, hoàn toàn không chút cử động. Cả 5 người đều cảm ứng được nơi này có chút không bình tĩnh, còn có các loại khí tức khác nữa, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ nhân ảnh nào, hẳn là đã ẩn nấp trong không gian. Bởi vậy lúc nào cũng tăng mạnh phòng ngự, tránh cho chính mình bại lộ vị trí. Một ngày này, không gian tòa tế đàn trên không đại lục khẽ chấn động, mơ hồ như có cái gì đó từ chỗ sâu nhất trong không gian chui ra. Tinh thần của 5 người nhất thời đại chấn, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía địa phương chấn động kia. Phượng Ngọc Hoàn không nói lời nào, lập tức tế khởi tiên phượng thần hỏa phiến, trong lòng thầm nghĩ, lão tổ tông mệnh lệnh ta thấy cổ thuyền bay ra, liền quạt về phía không gian bốn phía, không cần để ý tới cổ thuyền. Xem ra lão tổ tông đã đoán được, còn những cao thủ khác sẽ tới đây, chính là muốn ta công kích đám cao thủ kia rồi. Ánh mắt của Trác Nha chấp động, thấy khởi Vũ Quang Bình, trong lòng thầm nghĩ. Sư tôn không có dặn dò gì, chỉ lệnh cho ta tế khởi Vũ Quang Bình của hắn ra, thu một vòng bốn phía xung quanh. Bốn phía xung quanh đang có bốn gã cao thủ ẩn nấp, sư tôn hơn phân nửa là muốn ta thu bọn họ rồi. Bốn gã cao thủ này ngược lại rất kiên trì, không ngờ lại có thể ẩn núp lâu như vậy, vẫn không bị ta tìm ra được phương vị. Tà Dương thì tế khởi tấm gương do con mắt Tà Đế luyện thành, trong lòng ngẫm nghĩ. Sư tôn lệnh cho ta chiếu rọi chiếc cổ thuyền kia một cái, không biết mấy gã cao thủ kia cũng có thủ đoạn gì hay không đấy. Thần Hạ Các thì tế khởi kim thừng quét ra bốn phía, vẫn không thể phát hiện ra mấy gã cao thủ ẩn nấp bốn phía kia, trong lòng thầm nghĩ. Ân sư chỉ lệnh cho ta tế khởi kim thừng, đợi một lát sau khi ta tế khởi kim thừng xong liền lập tức rời đi, không cần để ý tới bốn gã cao thủ kia. Ma Nguyên Liệt thì thôi động vạn ma phiên, trong lòng thầm nghĩ. Có bảo vật này của sư tôn trong tay, cho dù bốn gã cao thủ kia có cường đại tới đâu đi chăng nữa cũng không thể làm gì ta được. Năm gã cường giả cẩn thận quan sát sẵn sàng. Lúc này chỉ thấy một chiếc lâu thuyền cổ lão chấn động, ngàn cặp tiên thiên nhục xí từ sâu bên trong thời không bay ra. Ma Nguyên Liệt quát lớn một tiếng, lay động vạn cổ phiên. Thần Hạ Các cũng đồng thời bạo khởi tới khởi kim thừng. Tà Dương dơ cao thần kính tà nhãn, kính quang đại phóng chiếu dọi về phía thiên dực cổ thuyền. Cùng lúc đấy, Phượng Ngọc Hoàn thét dài một tiếng, dơ lên thiên phượng thần hỏa phiến quạt về phía bốn phía. Mà Trác Nha thì mở nắp Vũ Quang Bình ra, trong bình giống như có hắc động xoay tròn vặn vẹo không gian bốn phía, hút hết mọi thứ vào trong bình. Năm gã cường giả gần như đồng thời động thủ, chỉ thấy trong không gian thiên hỏa lan tỏa biến thành hỏa phượng bay lượn, thiêu đốt không gian không ngừng rách nát. Mà không gian thì lại vặn vẹo dị thường, phảng phất như một tờ giấy bị vò thành một cục rơi vào trong một cái bình ngọc. Trong không gian lại có một đạo thần quang bay ra, xuyên qua thiên hỏa và không gian vặn vẹo, lao thẳng về phía thiên dực cổ thuyền. Vạn ma phiên không ngừng vũ động, phía trước cổ thuyền chợt xuất hiện một tôn thần ma vĩ ngạn vô song, chụp về phía cổ thuyền. Lại có một đạo kính quang chiếu tới, những nơi kính quang đi qua hết thảy đều bị chiếu sáng, bị kéo rơi vào trong tấm gương bị tà nhãn phong ấn. Nhưng đúng lúc này, thiên dực cổ thuyền đột nhiên lui nhanh về phía sau, đi vòng qua phía sau tử bia, quay trở lại bên trong tổ đình. Uy năng của năm kiện tiên thiên thần binh va chạm với nhau, phiến không gian kia triệt để tan rã, thậm chí ngay cả phiến đại lục cổ lão phía dưới cũng bị chấn cho vỡ nát, đổ sụp, hòa tan, bốc hơi rồi biến mất. Đám người Tà Dương, Ma Nguyên Liệt, Thần Hạ Các, Phượng Ngọc Hoàn, Trác Nha, ai nấy đều rên lên một tiếng, bị uy năng của tiên thiên thần binh cường đại của đối phương chấn cho khí tức đại loạn, huyết khí quay cuồng, mỗi người đều hiện ra thân hình. Tà Dương, Ma Nguyên Liệt, Thần Hạ Các và Phượng Ngọc Hoàn không tự chủ được rơi vào phía bên trong Vũ Quang Bình. Sắc mặt Trác Nha cũng đại biến, công kích của Tiên Phượng Thần Hỏa Phiến đang âm thầm đánh tới, thậm chí rất có xu thế trước khi bọn họ rơi vào trong Vũ Quang Bình đã luyện hóa được bọn họ thành cho bụi rồi. Tà Dương thôi động thần kính tà nhãn, Ma Nguyên Liệt vũ động vạn ma phiên, Thần Hạ Các tới khởi kim thừng, Phượng Ngọc Hoàn điên cuồng quạt Tiên Phượng Thần Hỏa Phiến, Trác Nha thì ôm chặt Vũ Quang Bình. Năm người cũng đều tận lực bảo vệ toàn thân, tránh cho gặp phải độc thủ của đối phương. Đúng lúc này, chỉ thấy chiếc thiên dực cổ thuyền kia vù một tiếng xông ra khỏi tổ đình, ngàn cặp cánh không ngừng chấn động, xoạt một tiếng phá không bay đi, biến mất không thấy gì nữa.